Có bao giờ anh nghĩ đến tương lai sẽ như thế nào không? Một tương lai mãi mãi không có chị Lam. Anh có thể vì mọi người, vì em mà để cho chị Lam yên nghỉ được không anh? Em đừng nói nữa. Bao lâu nay bác cứ tự hỏi tại sao số phận là tàn nhẫn cướp con đi. Một người tốt như con tại sao lại có kết cục thảm như vậy? Con yêu anh Quang, con biết mình sai, con biết mình không nên như vậy, con biết mình là đứa em không tốt, con hận bản thân mình.